mở mắt, lặp lại một ngày như khi ta mở tắt. Ánh sáng cuộc sống hãy thắp lên thêm. Thấy lắm người kêu thở than chắc chờ chắc, còn người sung sướng nệm ấm chăn êm. Chỉ là chút cảm giác thoáng qua, và còn sợ hãi khi phải đương đầu. Đáng tiếc tạm biệt những gì đã xa, vì có cách nào khác khi ngựa quen đường đâu. Và rồi được hoặc mất, nhiều người chấp nhận sẽ đánh cược vào tất. Nhiều người hối hận nên rút lại và cất. Nếu may mắn sẽ phát tài rồi phất lên, tay làm hàm nhai nên tự tin ta vẫn cất lên. Dẫu thì không như mong đợi hay trông đợi, thì cũng đã cố gắng trọn vẹn bằng cả tâm huyết một lần trong đời để đạt được. Cảm ơn đưa cho con vòng tay che chở, luôn đi cùng ngày qua nâng đỡ. Bao đau đớn khùng lớn như này cũng đã phải vấp ngã đến nát cả thân mình. Và trong nhà thì khuyên học sách thánh hiền, ngoài đường thì nên học cách tránh hiền, vì sói già gian ác sẵn sàng buông lời và mặc xác làm đời mày tan nát. Có mất mát cũng không sao cả, vì bài học mới là hơn cả. Tìm những người mày mang ơn trả, mọi thứ cứ để nhân quả. Say, có mất mát cũng không sao cả, vì bài học mới là hơn cả. Tìm những người mày mang ơn trả, mọi thứ cứ để nhân quả. Anh em mình đi trên con đường lạ, đi mãi rồi cũng thành đường quen. Mấy điều xấu chúng nó thường gà, không chỉ một mà là mười phen. Từ những ngày đầu tiên mở mắt, nằm vắt tay lên trán nhiều đêm. Nhiều người cơ bản là người lạ, nhạt lên rồi bỗng thành người quen. Cuộc sống này ngày càng trong chanh, nên mới cố gắng làm nhạc dễ chịu, viết ra bằng tất cả lòng thành. Nên cứ từ từ rồi họ sẽ hiểu. Vào đời mở mắt vài lần, thở hắt vài điều, lỡ mất vài cành, lỡ ngắt vài lần, ngã sấp vội quăng xuống tóc. Cố mà viết đến khi cạn lời trước khi lửa tắt. Người xưa chuyện cũ gió thoảng cây lầy, như người lữ khách lai vãng đâu đây. Mặt trời vẫn cứ ló dạng ngày ngày, bàn tay năm ngón khó cản mây bay. Tay làm hàm nhai tay quay thì miệng trễ. Hôm nay dấn thân ngày mai như chuyện kể, kể những vô vàng hình dung trong miệng kẻ. Không tiền trí những chuyện ý chỉ là chuyện sẽ. Sẽ đến sẽ có sẽ qua, và kẻ mến kẻ ngó kẻ la. Bật mic đeo tai nghe hãy làm nhạc và mặc kệ đi hiếu. Học cách không đôi co vì mỗi người có một hệ quy chiếu. Yeah. Đúng đúng, sai sai, lúng túng với tương lai khi mà mọi thứ vẫn chỉ là ẩn số. Và đôi mắt nếu không mở để ta nhìn cho rõ, không tận dụng những ngày còn đang tỏ. Để gặp chuyện là bóp phanh hay rụt rè lẫn tránh, thì dám chắc không hôm nay sau này cũng phải gánh. Tốt độ tốt tánh vẫn hơn tốt mà, sự thật kiên cố khó để đốn ngà. Trước khi gieo hạt nghĩ đến hệ quả, từ giả tất cả những ngày chấp mê. Học cách chấp nhận chứ đừng chấp hận, chứ đừng than thân rồi lại trách phận. Ta cứ chấp thuận những lời phê phán, vì đến một ngày họ cũng sẽ chê. Yeah, yeah.